Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Huỳnh Tiên, mình là sinh viên năm thứ nhất khoa âm nhạc chuyên ngành piano của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Một năm vừa qua của các bạn như thế nào? Một năm vừa qua của mình rất là thú vị. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe trải nghiệm một năm vừa qua của mình nha. Trải nghiệm thú vị đầu tiên của mình chính là về các thầy cô của khoa mình. Các thầy cô của khoa mình đều là những giảng viên trẻ, nhiệt tình và đặc biệt là trình độ chuyên môn rất là cao. Bên cạnh đó, chuyên ngành của mình là một chuyên ngành rất dễ dàng có cơ hội vừa học vừa làm. Do đó, chúng mình khá là dễ bị cuốn theo vòng xoáy của tiền bạc mà sao nhãng việc học. Và chính thầy cô là những người đã giúp cho chúng mình cân bằng giữa việc học và việc làm, để chúng mình có thể vừa trải nghiệm thực tế những điều đã học và vừa có thể nâng cao kỹ năng để phát triển trong tương lai. Và trải nghiệm thú vị thứ hai của mình chính là mình đã dần dần tự tin hơn và khắc phục được căn bệnh sợ sân khấu của chính bản thân. Ở đây có bạn nào bị giống mình không? Nghĩa là ở nhà mình đã đàn rất là tốt, nhưng mỗi khi mình vào lớp để trả bài cho các thầy cô và đặc biệt là đàn trước mặt rớt thì mình đều bối rối và quên hết nốt. Nhưng từ khi mình vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì mình đã được tham gia các kỳ thi với hội đồng chấm thi chuyên nghiệp, và ngoài ra còn được tham gia vào các buổi biểu diễn với rất là đông khán giả. Do đó mình đã tự tin hơn, mình đã dần dần khắc phục được căn bệnh sợ sân khấu của mình, và mình đã biết chỉnh chu hơn về ngoại hình của mình nè, mình vững hơn về tâm lý, và mình đã nâng cao được kỹ năng biểu diễn chuyên môn nữa. Là những trải nghiệm thú vị của mình. Còn trải nghiệm của các bạn thì sao? Hãy tham gia vào gia đình khoa âm nhạc của trường Đại học Nguyễn Tất Thành và kể cho mình nghe những trải nghiệm của các bạn nhé. Nếu các bạn cần thêm thông tin, hãy nhấn vào đường link bên dưới. Và nếu các bạn có điều gì thắc mắc thêm, cần trao đổi trực tiếp thì hãy gọi điện thoại cho thầy Phạm Chí Công, chính là phó khoa của chúng mình, qua số điện thoại bên cạnh. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.